10 dấu hiệu cho thấy cơ thể bạn thiếu hụt vitamin D, đi cùng 5 cách bổ sung tự nhiên. Vitamin D được mệnh danh là vitamin ánh nắng, là một dưỡng chất cực kỳ quan trọng, có ảnh hưởng mạnh mẽ đến toàn bộ cơ thể bạn. Vitamin D giúp cơ thể hấp thụ canxi, giúp cho hệ xương khớp và răng của bạn được chắc khỏe. Ngoài ra, nó còn đóng vai trò quan trọng trong việc sản xuất hormone insulin và chức năng miễn dịch. Vì vậy, thiếu vitamin D không chỉ khiến cho xương trở nên mỏng, giòn dễ bị biến dạng, mà còn có nguy cơ mắc nhiều bệnh ngoài hệ thống xương như nhiễm trùng, ung thư, đái tháo đường, vân vân. Mặc dù có nhiều vai trò quan trọng như vậy, tuy nhiên, nhiều người lại không nhận ra rằng cơ thể họ đang thiếu hụt vitamin D, dẫn đến nhiều vấn đề sức khỏe mà họ không thể ngờ tới. Các nghiên cứu cho thấy hơn 40% người trưởng thành ở Mỹ, cũng như khoảng 1 tỷ người trên toàn thế giới, đang bị thiếu hụt vitamin D. Nhiều người bị thiếu hụt vitamin D như vậy là vì một số nguyên nhân, mặc dù cơ thể có khả năng tự sản xuất vitamin D khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Một lý do phổ biến là lối sống hiện đại khiến nhiều người dành phần lớn thời gian trong nhà, ít tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng tự nhiên. Hơn nữa, việc sử dụng kem chống nắng, quần áo che kín và sống ở các khu vực ít nắng cũng làm giảm khả năng tổng hợp vitamin D. Ngoài ra, chế độ ăn uống không cung cấp đủ các nguồn thực phẩm giàu vitamin D như cá béo, trứng và thực phẩm tăng cường cũng góp phần không nhỏ vào tình trạng thiếu hụt này. Đặc biệt, những người có làn da sẫm màu hoặc người cao tuổi có khả năng tự tổng hợp vitamin D từ ánh nắng thấp hơn, dẫn đến nguy cơ thiếu hụt cao hơn. Nếu bạn lo lắng liệu cơ thể mình có đủ lượng vitamin D cần thiết hay không? Trong video này, chúng ta sẽ tìm hiểu một số dấu hiệu cho thấy có thể bạn đang thiếu hụt lượng vitamin D cần thiết cho cơ thể. Và sau đó, Ân cũng sẽ chia sẻ với bạn 5 giải pháp tự nhiên để tăng cường lượng vitamin D mà bạn đang thiếu hụt. Nào bây giờ chúng ta cùng bắt đầu nhé! Dấu hiệu đầu tiên, mất xương. Xương của bạn ngừng phát triển khi bạn đạt đến tuổi trưởng thành, nhưng mô xương cũ vẫn được thay thế bằng mô mới đều đặn. Vitamin D rất quan trọng để đảm bảo sự thay thế mô xương, và thiếu hụt nghiêm trọng có thể khiến xương mềm hơn. Vitamin D đóng một vai trò quan trọng trong việc hấp thụ canxi và chuyển hóa xương. Nhiều người già được chẩn đoán bị mất xương và họ tin rằng cần phải uống nhiều canxi hơn. Tuy nhiên, tình trạng mất xương của họ có thể là do thiếu vitamin D. Tình trạng này được gọi là loãng xương hoặc còi xương người lớn và có thể dẫn đến loãng xương. Mật độ xương thấp là một dấu hiệu cho thấy xương đã mất canxi và khoáng chất khác. Điều này khiến cho người lớn tuổi, đặc biệt là phụ nữ có nguy cơ gãy xương cao hơn. Dấu hiệu thứ hai, thường xuyên bị cảm lạnh, nhiễm bệnh. Một trong những vai trò quan trọng nhất của vitamin D là giữ cho hệ thống miễn dịch khỏe mạnh để có thể chống lại virus và vi khuẩn gây bệnh. Vì vậy, dấu hiệu nhận biết thiếu vitamin D phổ biến nhất là tăng nguy cơ mắc bệnh hoặc nhiễm trùng. Nếu thường xuyên bị bệnh, đặc biệt là bị cảm lạnh hoặc cúm, tức là nồng độ vitamin D thấp sẽ là một trong những yếu tố góp phần gây bệnh. Khi cơ thể bạn có đủ vitamin D, hệ miễn dịch của bạn sẽ mạnh mẽ và có thể chống lại các nhiễm trùng và bệnh tật như mong đợi của mình. Dấu hiệu thứ ba, đau nhức cơ bắp. Khi được chuyển hóa, vitamin D đi vào cơ bắp của bạn và đảm bảo sự co cơ đúng cách. Điều này cũng rất quan trọng để xây dựng sức mạnh cơ bắp. Tuy nhiên, nếu bạn đang trải qua cơn đau cơ không phải do hoạt động thể chất, thì đó có thể là do thiếu hụt vitamin D. Một số nghiên cứu đã đưa ra bằng chứng cho thấy thiếu vitamin D có thể là nguyên nhân tiềm ẩn gây đau cơ ở trẻ em và người lớn, đặc biệt là ở các cơn đau cơ mãn tính không đáp ứng điều trị. Trong một nghiên cứu, 71% người đau mãn tính được tìm thấy bị thiếu vitamin D. Bởi vì vitamin D có mặt trong các tế bào thần kinh được gọi là nociceptors sẽ biểu hiện cảm giác đau. Một nghiên cứu khác ở 120 trẻ thiếu vitamin D, dấu hiệu bị đau cơ ngày càng tăng, nhưng khi bổ sung một liều vitamin duy nhất làm giảm điểm đau trung bình khoảng 57%. Dấu hiệu thứ tư, tâm trạng không tốt, trầm cảm. Vitamin D không chỉ là một yếu tố quan trọng đối với sức khỏe não bộ của bạn, mà còn ảnh hưởng đến tâm trạng của bạn. Các vùng não bộ liên quan đến tâm trạng có thụ thể vitamin D, mức vitamin D thấp có thể ảnh hưởng đáng kể đến tế bào não của bạn. Trong nghiên cứu phân tích, 65% các nghiên cứu quan sát đã tìm thấy mối quan hệ giữa mức độ vitamin D trong máu với bệnh trầm cảm. Ngoài ra, một số nghiên cứu có kiểm soát khác cũng đã chỉ ra rằng cung cấp vitamin D cho những người bị thiếu hụt có thể giúp cải thiện chứng trầm cảm, bao gồm cả trầm cảm theo mùa.
Dấu hiệu thứ 5, cảm thấy mệt mỏi. Triệu chứng này thường bị bỏ qua vì chúng ta có xu hướng gán sự mệt mỏi cho quá nhiều những nguyên nhân khác nhau. Tuy nhiên, cơ thể bạn cần vitamin D để sản xuất năng lượng, và thiếu hụt nó có thể khiến bạn cảm thấy mệt mỏi và chậm chạp suốt cả ngày. Thiếu năng lượng này cũng có thể khiến bạn hình thành những thói quen tiêu cực ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Các nghiên cứu trường hợp đã chỉ ra rằng nồng độ vitamin D trong máu thấp có thể gây ra mệt mỏi ảnh hưởng tiêu cực hoặc nghiêm trọng đến chất lượng cuộc sống. Trong một nghiên cứu trường hợp, phụ nữ phàn nàn về mệt mỏi và đau đầu kinh niên vào ban ngày. Sau khi kiểm tra phát hiện nồng độ vitamin D trong máu chỉ 5,9 nanogram trên ml, đây là con số cực kỳ thấp, và khi bổ sung vitamin D, thì nồng độ tăng lên 39 nanogram trên ml và các triệu chứng của bệnh đã được giải quyết. Dấu hiệu thứ 6, giảm sức bền. Nếu bạn hoạt động thể chất nhưng nhận thấy sức bền của mình giảm đi mà không có lý do rõ ràng, mức độ vitamin D thấp có thể là nguyên nhân. Vitamin D đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ cơ bắp và duy trì mức năng lượng, giúp cơ thể hoạt động hiệu quả trong các hoạt động hàng ngày. Khi cơ thể thiếu hụt vitamin D, bạn có thể cảm thấy mệt mỏi nhanh chóng, khó duy trì sự bền bỉ trong các hoạt động thể thao hoặc thậm chí là trong những công việc đơn giản. Việc bổ sung đủ vitamin D sẽ giúp cải thiện sức bền, mang lại cho bạn nguồn năng lượng dồi dào để vượt qua mọi thử thách trong cuộc sống. Nếu bạn thấy thông tin này hữu ích, hãy nhấn nút thích, đăng ký kênh và bật thông báo để bạn có thể cập nhật thêm những thông tin mới nhất về sức khỏe nữa nhé. Dấu hiệu thứ 7, đau nhức xương và lưng. Nồng độ vitamin D trong máu thấp có thể là nguyên nhân hoặc yếu tố góp phần gây đau xương và đau thắt lưng. Các nghiên cứu quan sát lớn đã tìm thấy mối quan hệ giữa thiếu hụt vitamin D và bệnh đau lưng mãn tính. Ngoài ra, các nhà nghiên cứu cũng chứng minh được ở những người thiếu hụt vitamin D có nhiều khả năng bị đau lưng, bao gồm cả đau lưng nghiêm trọng làm hạn chế các hoạt động ban ngày của họ. Thêm vào đó, trong một nghiên cứu có kiểm soát, những người thiếu vitamin D còn có khả năng đau xương ở chân, xương sườn hoặc khớp gấp đôi so với những người có lượng D trong máu ở giới hạn bình thường. Dấu hiệu thứ 8, vết thương lâu lành. Vitamin D đóng vai trò quan trọng trong việc tái tạo da, do đó, nếu bạn không nhận đủ, quá trình chữa lành vết thương sẽ diễn ra chậm hơn. Mức độ vitamin D trong máu không đủ có thể dẫn đến chậm lành vết thương sau phẫu thuật, chấn thương hoặc nhiễm trùng. Một nghiên cứu trên người đã phẫu thuật nha khoa cho thấy, việc chữa lành sẽ bị giới hạn do họ bị thiếu vitamin D. Những người bị thiếu vitamin D nghiêm trọng có nhiều khả năng có dấu hiệu viêm cao hơn và có thể gây nguy hiểm cho việc chữa lành vết thương. Hoặc một phân tích khác đã được xem xét ở bệnh nhân đái tháo đường bị loét ở chân phát hiện rằng, khi bệnh nhân thiếu vitamin D được điều trị bằng vitamin, thì kích thước vết loét giảm trung bình khoảng 28%. Dấu hiệu thứ 9, đổ mồ hôi đầu. Đây là một dấu hiệu đặc biệt của việc thiếu hụt vitamin D mà nhiều người không ngờ tới. Khi nhiệt độ cơ thể bạn vượt quá 37 độ C, bạn đổ mồ hôi để giảm nhiệt độ cơ thể. Điều này thường là tự nhiên. Tuy nhiên, nếu đầu bạn đổ mồ hôi trong khi phần còn lại của cơ thể thì không, đó có thể là dấu hiệu bạn không nhận đủ vitamin D. Khi cơ thể không có đủ lượng vitamin D cần thiết, hệ thần kinh có thể trở nên nhạy cảm hơn, dẫn đến tình trạng đổ mồ hôi bất thường, đặc biệt là ở vùng đầu. Đây là một dấu hiệu tinh tế nhưng quan trọng, nhắc nhở bạn cần chú ý bổ sung vitamin D kịp thời để duy trì sức khỏe ổn định. Dấu hiệu thứ 10, khó ngủ ngon. Người ta đã phát hiện ra rằng thiếu vitamin D có thể ảnh hưởng tiêu cực đến chất lượng giấc ngủ của bạn. Vitamin D đóng vai trò quan trọng trong việc điều chỉnh chu kỳ giấc ngủ và hỗ trợ hoạt động của các thụ thể trong não, giúp bạn dễ dàng đi vào giấc ngủ và ngủ sâu hơn. Khi cơ thể thiếu hụt vitamin D, các thụ thể này hoạt động kém hiệu quả, dẫn đến tình trạng khó ngủ, thức dậy nhiều lần trong đêm hoặc cảm giác mệt mỏi dù đã ngủ đủ giấc. Việc bổ sung đầy đủ vitamin D có thể giúp cải thiện chất lượng giấc ngủ, mang lại cho bạn những đêm ngon giấc và tinh thần sảng khoái hơn vào ngày hôm sau. Vừa rồi chúng ta đã điểm qua 10 dấu hiệu hàng đầu của cơ thể khi bạn thiếu hụt vitamin D. Khi đã hiểu rõ về dấu hiệu thiếu hụt và vai trò quan trọng của vitamin D với cơ thể, bạn nên chủ động điều chỉnh chế độ ăn và bổ sung đầy đủ vitamin này, để đảm bảo sức khỏe và hạn chế tối đa nguy cơ mắc bệnh. Sau đây là 5 cách bổ sung vitamin D tự nhiên mà bạn có thể áp dụng. Đầu tiên, hãy dành thời gian tiếp xúc với ánh nắng mặt trời vào buổi sáng hoặc chiều tối, khi tia UVB không quá mạnh, để kích thích cơ thể tự sản xuất vitamin D. Thứ hai, bổ sung các loại thực phẩm giàu vitamin D vào chế độ ăn như cá hồi, cá thu,
lòng đỏ trứng và gan bò. Thứ ba, duy trì một lối sống năng động và tập thể dục ngoài trời, không chỉ giúp bạn nhận được nhiều ánh sáng tự nhiên hơn mà còn tăng cường hệ miễn dịch. Thứ tư, nếu có thể, bạn hãy chọn thực phẩm được tăng cường vitamin D, chẳng hạn như sữa, ngũ cốc hoặc nước cam. Cuối cùng, với những người khó tiếp xúc với ánh nắng hoặc có chế độ ăn hạn chế, hãy cân nhắc việc bổ sung vitamin D từ thực phẩm bổ sung dưới sự tư vấn của chuyên gia dinh dưỡng. Thiếu hụt vitamin D có thể ảnh hưởng sâu sắc đến sức khỏe và chất lượng cuộc sống của bạn, nhưng điều tốt là bạn có thể nhận biết sớm thông qua các dấu hiệu mà cơ thể phát ra. Với những cách bổ sung vitamin D tự nhiên đã được đề cập, bạn hoàn toàn có thể bảo vệ cơ thể khỏi những rủi ro tiềm ẩn và duy trì một cuộc sống khỏe mạnh, năng động. Hãy lắng nghe cơ thể mình và chủ động điều chỉnh lối sống để đảm bảo rằng bạn luôn cung cấp đủ vitamin D cần thiết, từ đó tận hưởng cuộc sống với sức khỏe tối ưu và tinh thần sảng khoái. Nếu bạn có những dấu hiệu nào, câu hỏi nào, hãy bình luận ở phần bên dưới để chúng ta cùng thảo luận nhé. Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã xem hết video hôm nay, để lại một lượt thích và cảm nhận của bạn, để video được nhiều người biết đến hơn. Và đừng quên đăng ký kênh để xem thêm các video thông tin sức khỏe hữu ích nữa nhé. Như mọi khi, ưng chúc bạn sống khỏe, sống thọ, sự giàu có và hạnh phúc tuyệt vời.